Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop KingRob. Bạn chỉ cần ghi kingrob.com thôi là ra cái shop liền nha bạn. Thì shop có những trò chơi như là nổ hũ nè, vòng quay may mắn nè, và hay nhất đó chính là đu top nha bạn. Bạn chỉ cần đu top thôi là có thêm phần thưởng nè, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Thì nhớ nhớ ủng hộ shop hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Đi đây, và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về cái series Q&A nha bạn. Đó. Thì trước khi vào clip thì các bạn nào mà mình muốn nói trước là mấy bạn một bữa mà mình cho vào còn reel rồi các bạn mà kiểu bị văng ra. Đó thì mấy bạn đó hãy vô lại nha, hãy alo. Hãy mở cái phần setting lên và chỉnh chỉnh thành Evion cho mình mời vô nha các bạn. Đó có mấy bạn đó bị văng là mình chưa mời được. Rồi. Thì mình sẽ vô nha. Ok thôi. Comment đầu tiên của bạn add my TV, add mine hay mai gì nè. Đó. 30 ca súp anh show mặt được không? Mong anh chấp nhận. Thôi. Show biết gì mà show không biết nữa. Khổ lắm. 30 ca súp mà chắc mình cho bạn coi mặt bo thôi. Đó nha bạn. Còn mình chắc đợi 50 ca súp hay là 100 ca súp đi, 100 ca súp mình sẽ quay vlog đi lấy nước bạc ha. Thì tới đó là tính ha. Đó còn lâu mà. Rồi. Thì các bạn nha, thì cứ đồng hành mình trong tương lai đi nha, rồi mình sẽ tính sau nha. Rồi, tiếp theo của bạn cái gì đây? Cái gì? SH Hello SV 4 TV. Ui cái tên này mình không biết đọc sao luôn á, thiệt chứ. Cái tên này đọc khó lắm á nha. Chịu. Thì bạn đó kêu là kêu ít trái OB chém được viên thiên thạch của Gravity không? Ui, lại thêm một cái comment hay nữa bạn. Được. Comment này khá là hay nữa bạn. Được, thì mình sẽ thử cho các bạn coi hả bạn. Mình sẽ thử sau. Thì muốn thực hiện được cái câu hỏi của bạn đó các bạn là dùng cái trái trọng lực OB chứ chém thử cái thiên thạch của trọng lực của các bạn, mà hiện tại là mình không có trọng lực. Đó, nên mình mới mượn cái acc của bạn này nha bạn. Đó, đoạn này cũng kiểu gọi là mình quen biết nha bạn, đó cũng kiểu quen biết thì mình mới dám mượn ngạc các bạn, chứ mấy bạn mà kiểu không quen mình đâu dám mượn ngạc đâu. Đó thì đây là một đại gia ngầm luôn nha bạn. Đó bạn này cũng có tính là tặng mình rồi nhưng mà mình không nhận nha bạn, tại vì thôi mất công nhận với bạn nữa đó. Thì bạn nó nạp vô ạc mình đi, rồi có gì mình mượn mình quay review cho đó. Rồi thì bạn đó tên là Đắc Két nha bạn. Đó đại gia ngầm đó, ghê lắm. Rồi thì giờ mình sẽ vô mua cái trọng lực vĩnh viễn nha bạn. Trời ơi cái trọng lực bằng robot này cảm giác mình mua giùm thôi nha bạn, đây chỉ là mua giùm thôi nha. Ui trời bao khó rồi một chi có luôn, chưa có OB thôi nè. Có mấy trái gần đây là cũng đại gia lắm rồi các bạn ơi, tại mình cũng đâu có tiền đâu mình mua mấy cái này đâu. Đó không sao, mình sẽ vô ạc đại gia ngầm mua, cảm giác mua giùm thôi cũng phê đó mày. Không phải ạc mình mà mua giùm cũng phê đó mày. Đó đây hứ. Đó, mua nè. Trời ơi, nó đã kìa. Trời ơi, trời. Hình như là bạn này chưa bao giờ xài trái trọng lực hết trời. Rồi, vậy là có ý đồ ấy bạn. Kêu vậy thôi, anh mua giùm em đi xong rồi vô cày giùm nè. Rồi, thôi xong rồi. Có ý đồ rồi bạn ơi. Rồi, thì chắc mình sẽ cày giùm bạn này nhé bạn. Đó, mình sẽ cày giùm cho bạn này xong rồi mình sẽ thực hành cái clip của lộn cái comment của bạn ha. Ok cậy thôi. Rồi sau khi mà nãy mấy bạn thấy mình vô ạc của đại gia đó, mua trái Gravity các bạn thấy phê không? Trời ơi cảm giác mà mình mua giùm thôi nha mà đã cảm giác đã như vậy rồi đó. Thì mình đã cày xong rồi nha bạn. Ui gì vậy, thì mình đã cày xong rồi nha bạn. Đó đó thì mình sẽ đưa thằng bo chơi nhé bạn. Đó thì thằng bo sẽ triệu hồi cái thiên thạch ra rồi mình sẽ cắt thử nha. Quên 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 vừa mình vừa lấy trái OB rồi đặt, rồi mình sẽ cắt cái thử cái cục thiên thạch coi đường nha bạn, hay phết chứ. Rồi OB không biết cục thiên thạch rơi nhanh không biết cắt kịp không nữa. Từ từ nha. Rồi ok mở nè, rum rồi mở rum nha bạn. Đây thì đó cái chiêu ít nè bạn, cái chiêu ít là nó sẽ cắt đó, cắt từ tất cả các kiểu nha bạn. Đó cắt nhà này, cắt đất nè, cắt cây nè, đó bạn. Đó để mình để coi cái cục thiên thạch rơi trên trời không biết có cắt được không nha bạn. Đó cắt đủ thứ các kiểu nha. Rồi ok mình sẽ kêu bao triệu hồi nha. Triệu hồi ngay ngay đây, từ 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 để chỉ chỗ đó, lát hồi triệu hồi mình chéo một kiểu bạn ngay đây nè. Ở ngay đó nha, triệu hồi ngay đó nha. Rồi ok
Giữa giữa đây đi, giữa đây nè, quay lại quay lại quay lại giữa nè, đó ngay chỗ đó rồi, một hai ba thả thả. Ui cắt không kịp bạn ơi, cắt không kịp, cắt không kịp. Lại 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 về đi, về luôn đi, về đi về đi, mình thử chiêu B nhé mày, chiêu B nó nhiều hơn. Thả thả đây đây đây, cắt không được, trời nó còn bị quánh trúng nữa nè, khổ thiệt chứ. Rồi để mình lên trên nha bạn, rồi 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 không cắt ở dưới đi, thả thả cục thạch ngay 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 chỗ này nè, ngay chỗ tao nè, từ từ kế bên thôi nha, đừng ngay đây nè, rồi từ nha, một hai ba thả, cắt không được nha bạn, cắt không được thiệt, mình cắt không được, cắt tiền cắt vô cái này à, bấm vô rõ ràng rồi không được, rồi lại lại nha, có về chưa, có về đi xài về nha. Ôi rồi 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 có đúng không, rồi từ để mình tránh xa nó xíu các bạn, mất công nó trúng mình nữa. Rồi một hai ba thả, thả đi thả đi thả đi thả đi thả đi, cắt cắt không được bạn ơi, cắt không được, cắt không được, cái cục này nó kiểu cái vật thể lỏng hay cái gì trong game rồi bạn ơi. Rồi thả thả cục trước mặt đi, đừng trúng đó nha, thả cục trước mặt bên này nè, đó 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 rồi nha, đó cắt không có được, cắt không có được. Thiệt chứ, nói bạn thấy không, nó kiểu kiểu vật thể lỏng á nè, mình cắt như cắt trên trời nè, nó sẽ đỏ đỏ vậy bạn, vật thể lỏng á, đã kêu thả xa ra xíu mà, rồi kiểu không được luôn, thả xa ra xíu đừng có trúng đây, giờ cắt rồi thả trước mặt cái này cuối cùng nha mày, cái cuối cùng nè nè trước mặt nè, cách xa đằng khúc nha, rồi hả đó bạn thấy không, nó kiểu màu đỏ đỏ nè là không có được, rồi thì mình cắt không được như mày, cục thiên thạch này kiểu rớt xuống thì nổ, kiểu như là cục thiên thạch nặng lắm á, như vậy mà mình cắt không được các bạn, kiểu xuyên không luôn, bựa thì chứ. Rồi thì mình chắc xong thử thách này nha bạn, thì mình sẽ qua câu trả lời tiếp theo ha. Rồi thì comment tiếp theo của bạn Top Tinh nha bạn, bạn đó hỏi là anh cho em hỏi là nếu như anh không làm nghề YouTube nữa thì anh sẽ làm nghề gì ạ? À? Mong anh trả lời. Nếu như mà mình không làm nghề YouTube nữa đúng không? Dễ mà, mình sẽ qua mình làm ca sĩ. Mình sẽ kiểu là đi hát hát cái gì ta, kiểu kéo á, bạn biết không? Có, trời ơi mình rất là gọi là sao ta, tin tưởng vào cái giọng hát cực đỉnh của mình vậy đó. Đó, mình rất là tin tưởng vào giọng hát cực đỉnh của mình nên mình sẽ đi hát kiểu kéo nha bạn. Đó. Nói giỡn thôi chứ nếu mà mình không làm YouTube thì mình học đại học ra thì mình sẽ làm cái nghề mà mình đang học nha bạn, đó kiểu vậy. Rồi tiếp theo của bạn Tuấn Khang ha, anh ơi trái Flame Aqua Ken với trái Magma thì trái nào mạnh hơn không, trả lời. Thì tất nhiên là trái trái lửa nha bạn, trái lửa mà thức tỉnh nha, lửa chưa thức tỉnh thì mình không biết nha bạn, nhưng mà lửa lúc mà thức tỉnh rồi thì chắc chắn sẽ mạnh hơn Magma nha bạn, tại vì nó cơ động hơn, là chiêu dễ trúng hơn đó, dễ dễ trúng hơn Magma nhiều. Magma là mấy bạn phải kiểu phải đứng dưới đất á mới trúng được, đứng trên không quánh cũng không tới luôn đó, còn lửa thì quánh trên không tới luôn, mấy bạn dùng chiêu C á, hất chân lên trời á kiểu vậy á, hất lên trời trúng nè, rồi chuẩn ít cũng nhanh hơn nè, chuẩn ít phát là nhanh luôn, nhanh cực kỳ đó kiểu vậy. Thì khi awakening thì thì sẽ nhanh hơn nha các bạn đó. Ok tiếp theo của bạn Gon VIP Roblox, để hỏi là anh ơi là chơi thẳng hay chơi cong vậy. Thì theo lời theo các bạn nghĩ là mình thẳng hay cong thì tùy các bạn nghĩ thôi đó. Rồi tiếp theo nha bạn, hỏi câu này không thể tin được, tại sao có thể hỏi được câu này nữa. Tiếp theo của bạn là cái rồi mình chụp mờ quá không có thấy rồi, mình đọc mình thấy được có Nguyễn cái gì đây, từ 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 mình không thấy được luôn á trời, sao chụp chụp ngu rồi. Thì sau khi mình lục lại mình thấy bạn mày nó tên là Gia Nguyễn Huỳnh nha bạn, chắc vậy tại vì bạn nó không ghi dấu nên mình đọc vậy nha bạn. Rồi thì bạn hỏi là Wake Awakening xong poti ngon không anh nè, Wake Awakening nè không ngon nha, đúng là nó bb một một mạnh, nhưng mà đi săn poti là gặp mấy thánh xài kiếm giống vậy nè mày, thì xui hay là vô ru hay là gì rồi, thật là toang không không thể nào làm được gì đâu thiệt, mấy bạn chơi kiếm hay lắm đó, gặp khi Soken nó đang hot gần đây nữa thì chứ mạnh kinh dị, thì chứ mình bb khó thì, với lại lâu quá của mình cũng không bb các bạn, với là mình lâu quá bb mình gà đó bạn, nên chịu nha bạn, thua
khó. Rồi, tiếp theo của bạn Sky VNTM nha. Anh làm YouTuber nhiều tháng được 20k sub rồi. Nhiều tháng rồi mấy bạn có thể vào cái trang cá nhân mình á thì kéo kéo tuốt dưới các bạn là bạn thấy liền mà. Hình như là cỡ nhiêu ta, như 7 tháng á, 7 hay 8 tháng á, đúng rồi. Cỡ cỡ đó đấy các bạn, cỡ 7 hay 8 tháng á, đó. Rồi. Tiếp theo của bạn Đắc Két Gamer nhà đó. Đây là cái chủ tài khoản của đại đại gia ngầm đấy bạn đó, chủ tài khoản mà mình đưa thằng Bo chơi đó đó, để mình test cái thiên thạch đó bạn. Đại gia ngầm nó giỡn hoài kinh lắm á. Rồi, và bạn đó kêu là nia hay lắm đó, bởi vậy á mình nói rồi mình tin tưởng vào cái khả năng hát trời phú của mình lắm bạn đó. Rồi, tiếp theo của bạn Jackie TV nha. Ui, boss không có ra một con nào hết chén thì chứ qua quánh con gì chơi. Dắt quyền này anh Leonie cho em hỏi, nếu mình dùng melee hay support để đi raid chung với Hito. Rồi, melee tuy đam thấp hơn nhưng đánh nhanh hơn, đúng vậy, và nhiều energy, đúng rồi. Support đam cao hơn nhưng đánh chậm và phải đánh đổi bằng việc ít energy hơn. Ủa đâu, tại vì bạn xài Phật tổ nè. Nếu mà bạn xài Phật tổ à, Phật tổ mắt trái quỷ cũng mạnh mà, đúng rồi, đúng rồi, Phật tổ mắt trái quỷ cũng mạnh mà, nhưng mà đấm bằng melee không á đúng là nhanh. Từ 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 để đọc hết nè mình à, nhưng đánh chậm rồi. Mình đang 600 mastery super hùng mạnh với vô đu trắng rồi, thì nè, thì ý bạn là muốn hỏi hỏi mình là muốn xài Hito kết hợp với lại super hùng mạnh này nè, hay là vô đu hơn, đúng không? Thì super hùng mạnh đúng là đánh nhanh hơn này bạn thấy không, đúng là đánh nhanh nha. Thì vô đu thì ơi, từ từ quên, mình về mình lấy Yoru ra mình coi đã. Đâu Yoru như giờ sửa chém cũng lẹ lắm chứ đâu phải chậm đâu. Yoru giờ sửa chém lẹ nha, không có chậm nha. Đây để mình lấy Yoru cho bạn coi. Yoru đâu rồi? Đây đắt play nè. Đâu rồi, chém thử đây. Đó. Chém nhanh phết mà bạn, mà còn được lướt lên miếng nữa nè, cơ động nè. Đó. Thì cũng kiểu đó cũng nhanh mà bạn, đâu phải chậm lắm đâu. Thì Super Human có thể nhanh hơn một xíu, nhưng mà cái thứ nhất nè, Super Human á đam yếu hơn cái thứ nhất, đúng không? Chắc chắn rồi, đam yếu hơn. Cái thứ hai á là cái tầm đánh nó rất rất là gắn luôn, ngắn luôn nha bạn, ngắn ngắn cực kỳ luôn. Giống như mình đứng đây nè đó, mình đánh ngoài có tới đâu không, mà mình chém là tới rồi bạn thấy không đó, mình chém đã tới rồi. Mà khi bạn bật Phật tổ lên là chém rất là xa nha, mà có thể chém được kiểu chém lan, các bạn hiểu không? Là đó, là con quái đứng đây nè, các bạn đứng chém này là dẫn trúng con quái luôn nha các bạn đó. Thì cái đó là cái lợi của khi xài kiếm với lại Superman. Còn cái lợi của à, lộn lộn luôn, cái đó là cái lợi khi Phật tổ đi theo Dark Blade rồi với kiếm nè đó. Rồi cái lợi, còn cái lợi bên Superhuman á, bên cái đánh melee nè, thì máu máu nhiều hơn, đúng rồi, chắc chắn rồi. Tại vì mắt kiếm á bạn, mắt kiếm thì mấy bạn phải chia một nửa melee ra cho bên trái quỷ để tăng thêm máu mới trau được các bạn, đúng không? Đó, còn khi bạn xài melee thì các bạn chỉ cần nâng mát vô trái quỷ, nâng mát máu là máu trau hơn nhiều, đúng không? Đó thì lợi cái đó với lại được nhiều energy hơn. Nhưng mà thì theo mình thôi nha, theo mình thì Yoru vẫn ngon hơn nha. Đúng là energy thấp, nhưng mà mấy bạn lúc mà đi raid đâu cần sử dụng energy nhiều đâu, đâu cần phải dùng energy gì đâu, lướt nước cũng có xíu mà, mấy bạn chỉ cần dùng 2.000 hoặc là 3.000 energy là mấy bạn dư đi raid luôn rồi, đâu có cần sử dụng energy nhiều đâu đó. Nên mấy bạn theo mình thôi nha, thì xài Yoru, Yoru đi ngon hơn, nó vừa chém xa nè, chém lan, chém rộng á, chém rộng nhiều trúng nhiều quái hơn nè đó, với lại được cơ động nè, lướt lên được miếng nè đó, kiểu vậy nha mày. Thì mình thấy vậy nó nhanh hơn, tại Yoru đam to nữa, chém boss lẹ nữa, còn Super Human có hơi gần như vậy, khá là gần luôn, với lại đánh không có đánh lan được nữa đó, phải quay qua đánh từ đấm 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 nữa nè đó. Với lại chiêu Yoru này các bạn thấy không, khi mà đánh ba quái bu lại nè đó, hai chiêu quánh quái là nhanh gọn lẹ luôn, với lại không làm cho quái nhanh văng ra nữa. Còn chiêu này nè đó, Super Ma thì hai chiêu nó đều là quánh có một và có chiêu ít đó, mà đánh văng quái tùm lum nó lâu lắm các bạn đó. Thì theo mình nha, Yoru ngon hơn, Yoru với Super Huma à, Yoru với Hito ngon hơn nha. Rồi, ôi, trả lời không mày comment mà nó mệt luôn á. Tiếp theo của bạn Kerot dạo này líu lưỡi các bạn, nó lét lộn tùm lum tà la hết toàn rồi đó. Tiếp theo của bạn
Keros Gaming nha. Quyền này theo anh sang bot nên sang bên hải tặc này, hải quân đúng không? Thì theo mình á thì nên sang bên hải tặc nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì sang á hải tặc thì các bạn có thể vừa giết hải quân mà vừa giết được hải tặc luôn đó, thì lên bot rất là nhanh đó, kiểu vậy. Cái nhất, cái thứ hai khi các bạn lập băng á các kiểu thì các bạn nhiều bounty có thể chia cho vô nguyên cái băng của mình được luôn các bạn đó. Có thể giống như các bạn săn nhiều thì vô băng được hết, còn bên mà Marine nó có vô băng gì đâu, nó có lập băng gì, nhìn không có ngầu các bạn đúng không, nó không có cờ hải tặc gì, nó không có ngầu á. Bởi vậy One Piece là phải làm hải tặc đó, phải có cờ nó mới ngầu chứ, đi hải quân con không có cờ, không có gì hết đó, không có cái huy hiệu hải quân nhìn xấu quá rồi, không có logo của mình nữa, thấy không đó. Nên theo mình là bên hải tặc sẽ ngon hơn nha các bạn, thì đây là ý kiến riêng mình thôi. Tiếp theo của bạn Killer Boy là em dùng trái ai Erwin Awaken mạnh không ạ? Mạnh nha, ai mạnh nha, ai thức tỉnh rất là mạnh luôn, mạnh cực kỳ, tại vì ai thức tỉnh có thể quánh đối phương trên không được luôn nha các bạn. Đây để mình lấy thức tỉnh cho bạn coi là mấy khi đối phương mà nhảy trên trời á, các bạn dùng V của băng thức tỉnh là dẫn chúng nha bạn, chứ không phải cần dưới đất với chúng đâu. Đây và cho bạn coi đó, mình sẽ thử với con quái nha, mình sẽ nhảy tút lên trời nha. Đâu rồi con quái, đâu rồi, ra đây bảo coi, đây quái này nha các bạn. Nhưng mà trong cái tầm nha các bạn, trong cái tầm thôi nè, thí dụ mình đứng trên này nha nè đó, các bạn thấy không, mình đóng băng trên này mà con quái nó dẫn chúng, thấy chưa, thì rất là ngon mạnh. VB đi theo mà đi theo tem á, trời ơi, trái băng thức tỉnh này ngon 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 đó, rất là mạnh nha. Tiếp theo của bạn là món ăn nhà làm, ui nghe ngon thế anh nói anh xấu nhất tem, để ý em, để ý và nghi ngờ giữa nhất tem, thiệt mà, thiệt tính đi quá, đừng có mà đừng có mà trông chờ và mình khổ lắm. Thì mình nói là nha, 50 nha, 50 ca súp nha, 50 ca súp mình sẽ để một cái ảnh lên thôi, tại vì mình cũng tính show face cho các bạn luôn, show Facebook á, mà tại vì mình sợ có mấy bạn mà kiểu không thích mình đó các bạn, vì bọt Facebook mình là toan liền, tại vì Facebook làm mấy cái an ninh nó dở đó các bạn, tự nhiên chỉ cần một người giả dạng giống mình xong rồi report cái tự nhiên mình bay ặt luôn đó, dở vậy đó. Nên mình để cái ảnh lên thôi nha các bạn, 50 ca súp nha, còn trong ca súp mình sẽ quay vlog đi lấy nút bạc đó, ok ha. Tiếp theo của bạn thám tử, ui sao Conan qua đây tính làm gì vậy, trong này không có vụ án gì đâu mà phá án đâu ông ư. Oh my god, wow, câu thơ à, nước trong quá thì không có cá, đẹp trai quá thì không có yêu, ghê được đó nhờ kinh đấy, được đấy. Ai rồi thám tử này dạo này làm thơ không à, ghê thiệt chứ. Rồi tiếp theo của bạn Hoàng Minh nha, đi à, hình như tôi chiều em quá cái gì vậy, cái gì hình như tôi chiều em quá rồi, em hư rồi đúng không đó, kiểu vậy á, khổ thiệt chứ. Tiếp theo của bạn Thanh Bình Lê, sao boss nãy giờ chưa ra một con boss nào cho mình luôn á, nói quá trời nói nãy giờ mà không ra một con boss, không thể tin được. Thanh Bình Lê, anh thi lại đại học hay là anh đang thi để đi làm? Mình đang vừa học đại học nha các bạn, thì mình đang vừa học vừa đi làm vừa làm YouTube này luôn á, để kiếm tiền đóng tiền đại học nha các bạn đó, kiểu vậy, kiếm tiền đóng đại học nữa, thì tụi tiền đại học mắc lắm, khổ mắc kinh dị luôn đó, để các bạn hiểu rồi, nên phải làm thêm đây mới đủ chứ không thôi ba mẹ mình lo cuộc nổi nữa đó, khổ lắm. Rồi tiếp theo của bạn Plan Gaming nha, được, đi kiếm du biển chơi đi anh ơi, nếu treo 4 tiếng mà không nhặt được khi thì có mất không? Nếu treo 4 tiếng mà không nhặt được là thì chắc 4 tiếng nó hoặc bạn chưa lượm ra á, đúng không, kiểu chưa lượm ra chứ không có mất nha. Tại vì nếu mà 4 tiếng á bạn mà không có nhặt á, nếu mà 4 tiếng bạn không có nhặt, ồ cái thuyền này đi không có si kinh đâu, nếu mà 4 tiếng bạn không có nhặt á thì kiểu tới 5 tiếng 6 tiếng bạn nhặt được thì kiểu phí thời gian bạn, tại vì cỡ 4 tiếng là ra chìa khóa đúng không, mấy bạn nhặt nhanh đi thì tiếp theo là 4 tiếng nữa là ra khi thứ hai, kiểu vậy đó. Mà các bạn không nhặt nhanh đúng không? Thí dụ 6 tiếng bạn nhặt được đi là mấy bạn phải đợi tới 4 tiếng nữa nó mới xì ba đúng không? Là các bạn chỉ cần nhặt được nó sẽ reset cái key lại từ đầu á. Đó kiểu vậy. Thì 4 tiếng á, nếu mà bạn nhặt nhanh á, lượm khắp map luôn đi tất cả cái rương lượm hết đi. Thì 4 tiếng lượm được nhanh á
thì nó sẽ reset là 4 tiếng sau là tổng cộng 8 tiếng, 8 tiếng là 2 khi đúng không? Còn nếu mà kiểu 5 tiếng bạn mới lượm được đi. Đó, thì nó sẽ reset là 4 tiếng sau nữa là 9 tiếng mới có được 2 key đó, vậy nó khá là lâu nha bạn, nó kiểu vậy. Chứ không có mất nha. Thì bạn lượm được key chừng nào thì nó sẽ reset lại cái thời gian lúc đó thôi. Rồi. Tiếp theo của bạn gì đây? UTQHGaming. Bạn hỏi là công việc làm YouTube có đủ cho anh chăm sóc gia đình không? Nếu không thì anh định làm gì sau khi học đại học? À, câu này cũng khá hay. Thì cái tiền YouTube ha, thì cái tiền YouTube hiện tại nha, nếu mà lo cho gia đình kiểu đóng mình thì mình chỉ có kiểu mình chỉ đủ tiền đóng tiền nhà thôi mày đó, kiểu vậy á. Còn tiền học mình phải tích 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 nhiều nữa mới đủ đóng nha mày đó, tại vì mùa dịch á, ba mẹ mình cũng không có đi làm gì nhiều ấy mày đó. Thì mình làm YouTube thì cũng đủ tiền đóng tiền nhà mày, thì tiền nhà mình các bạn biết rồi đó đó, cũng cỡ cỡ đóng được tiền nhà thôi là mình cũng phụ gia đình được xíu. Đấy, comment cuối cùng của bạn Ender 909 nha bạn, đây là comment cuối cùng nha bạn. Thì comment này thì mình chỉ bonus ra thôi bạn, tại bonus cho vui thôi chứ này cũng phải câu hỏi nữa ha. Đó, bạn này là thách mình luôn chứ mày hỏi nữa, thách mình là anh BB cùng lúc với hai người là Bác Tô và anh Chen Ly, nhưng anh Levini chỉ được nâng mỗi cái là 800 mele máu và xì quớt gân hoặc là gì đó. Trời ơi khó vậy, nhưng cái gì khó vậy sao chơi. Rồi xong có bạn còn comment hồi xưa Levini cưng bố Bác Tôi trên du tịch với chị Vân vẫn được như vậy. Thì đúng là có như vậy, nhưng mà đó là hồi xưa thôi, còn bây giờ trời cái gì mà nút mình còn bấm lộn tùm lum là hai bấm của hai không biết nữa. Thì có clip đó các bạn có thể coi nhé bạn, thì mình có BB thì thời thời đó thôi nha các bạn, thời đó thì có, nhưng bây giờ mình quá khứ rồi bạn, đó chính là quá khứ thôi á. Chứ giờ mình là cù bắp cù bơ rồi, mình gà lắm các bạn, mình còn không dám BB nữa đó, hiểu rồi các bạn, hiểu rồi đó, khổ lắm chứ. Hồi đó là mình xài tam kiếm đó bạn, tam kiếm mình có thể cân 4 được đó. Thì cái đó hồi xưa thôi, hồi đó là mình còn săn poty nữa, mình BB kinh lắm. Còn giờ trời ơi già là tay run rồi. Giờ giới trẻ lên ngôi bạn thấy thằng Bo nó còn thắng mình mà, nó quánh mình không thấy cái gì, không thấy đường luôn, bạn thấy không, khổ mồ ra rồi. Thì cái clip mình chắc kết thúc tại đây nha bạn. Thì các bạn nào thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe kênh mình để mình có động lực làm những clip hay hơn như thế nữa ha. Và cũng sắp đi học rồi, trời ơi chán thiệt chứ, gặp sắp đi học nữa chứ. Mai thứ hai đi học rồi, thứ mời thứ hai mình chuẩn bị lên đăng ký môn học rồi, học đại học tiếp rồi bạn ơi. Thì bạn nào mà còn đi học á thì chắc mình chúc các bạn học vui vẻ nha bạn, khai giảng á, mấy bạn nào khai giảng thì nhớ chúc mấy bạn học vui vẻ ha, nhớ học giỏi nha. Rồi thì chắc clip mình kết thúc tại đây, tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn nhớ bấm nút subscribe và like, đúng rồi, nhấn nút đăng ký và like cái clip của mình, và nhấn cái thông báo á, những cái thông báo kế bên á, để mỗi khi mình ra clip á thì mấy bạn sẽ là người xem đầu tiên nha bạn, nó sẽ thông báo cho bạn vô coi liền đầu tiên luôn. Rồi tạm biệt các bạn nha.